Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ khu vực Trung Đông. Theo số liệu từ cơ quan thống kê của Do Thái, tức là CBS ghi nhận, tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP của Do Thái trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay chỉ tăng được 1.2%, là con số thấp hơn nhiều so với mức dự đoán là 3% của giới phân tích. Trong các yếu tố cấu thành GDP thì lĩnh vực xuất nhập cảng trong tam tháng nguyệt thứ 2 của năm nay do Thái đều giảm mạnh ở các mức tương ứng là 7.1 và 7.3%, trong khi mức đầu tư cũng bị giảm đi tới 1.9%. Hai thành phần còn lại đóng vai trò quan trọng với mức chi tiêu của chính phủ lại tăng 8.2% và mức tiêu dùng tăng 2.9%. Nếu tính theo trung bình đầu người, thì chỉ số GDP của Do Thái đã giảm 0.4% trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, do số liệu dân số được điều chỉnh. Các số liệu nói trên cho thấy cuộc chiến ở giải Gaza vẫn tiếp tục làm nản lòng giới đầu tư tại Do Thái, đồng thời nguồn cung ứng hàng hóa nhập cảng bị gián đoạn đã ảnh hưởng tới lĩnh vực nhập cảng và tiêu dùng trong nước. Vào hồi tuần trước, hãng tín nhiệm tín dụng quốc tế Fitch đã đánh giảm hạng nền kinh tế của Do Thái từ A cộng xuống còn A, kèm theo nhận định về triển vọng tiêu cực với dự báo cuộc chiến tại giải Gaza sẽ kéo dài sang năm 2025. Đâm giao tại thành phố Manchester khiến 3 người thương vong Ngày 19 tháng 8, giới chức Anh cho biết đã xảy ra vụ đâm dao tại thành phố Manchester khiến một phụ nữ thiệt mạng và hai người khác bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát vùng đô thị Manchester cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi thông báo về vụ đâm dao vào khoảng 11 giờ đêm tại nhà riêng trên đường Barnard ở khu vực Gorton, gần Longside. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ba người gồm một cô gái 17 tuổi, một phụ nữ 43 tuổi và một đàn ông 64 tuổi đã bị đâm với nhiều vết thương nghiêm trọng. Người phụ nữ đã tử vong do vết thương tại hiện trường, trong khi hai người khác được đưa vào bệnh viện để điều trị với các vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng nam 22 tuổi tình nghi liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục điều tra. Mới tuần rồi cũng tại Anh xảy ra vụ đâm dao ở lớp học yoga và khiêu vũ do hai giáo viên hướng, hướng dẫn dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi tại phòng tập Hearts Bay ở Southport thuộc quận Merseyside đã có hai trẻ em tử vong và chín trẻ khác bị thương, trong đó có 6 em trong tình trạng nguy kịch. Sự việc này bùng nổ làn sóng biểu tình khắp nước Anh, trong đó một phía phản đối tình trạng di dân tràn lan gây ra tội ác trong nước, nhóm còn lại phản đối sự kỳ thị đối với di dân. Chính phủ Anh nhiều lần đưa ra thông điệp rằng nghi can là một thiếu niên 17 tuổi, sinh ra tại Cardiff, xứ Wales, và những thông tin sai trái đã kích động gây ra tình trạng ngộ nhận phức tạp này. Tổng thống Ukraine tuyên bố như sau, quân đội Ukraine muốn thiết lập một vùng phi quân sự trên lãnh thổ của nước Nga. Tổng thống Zelensky nói rằng mục tiêu của quân đội Ukraine trong chiến dịch tại tỉnh Kirk của Nga đó là thiết lập một vùng phi quân sự trên lãnh thổ của đối phương, Ông tuyên bố như sau, nhiệm vụ chính của chúng tôi trong hoạt động phòng thủ đó là phá hủy càng nhiều khả năng chiến sự của Nga càng tốt và thực hiện phản công tối đa. Điều này bao gồm tạo ra một vùng phi quân sự trên lãnh thổ của đối phương thông qua chiến dịch tại tỉnh Kursk. Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho biết thêm, vào vùng đệm an ninh là khu vực ngăn cách hai lực lượng đang giao tranh. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, thì việc thiết lập vùng phi quân sự có tác dụng giúp cho các vùng lãnh thổ ở biên giới của Nga và Ukraine nằm ngoài tầm của kiểm soát của đối phương. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky nêu rõ mục đích của chiến dịch được thực hiện từ hôm 6 tháng 8 Trước đó, ông chỉ nói rằng quân đội Ukraine mở cuộc tấn công để bảo vệ cho các cộng đồng ở tỉnh Sumy là khu vực giáp với tỉnh Khớt, tránh khỏi các cuộc tấn công từ xa của quân đội Nga. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga là ông Putin cũng nêu lý do là nước Nga mở mặt trận mới tại tỉnh Đông Bắc Kharkov của Ukraine là nhằm tạo ra một vùng phi quân sự tại đây sau khi quân đội Ukraine liên tục pháo kích vào tỉnh Belgorod lân cận của Nga. Chiến dịch của Nga tại tỉnh Kharkov đã khiến cho hàng ngàn thường dân tại Ukraine phải di tản. Nga sẵn sàng hỗ trợ thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan về vấn đề Nagorno-Karabakh. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại cuộc hội đàm ngày 19 tháng 8 với người đồng cấp Azerbaijan Iham Aliyev. Theo Tổng thống Putin, Azerbaijan muốn giải quyết thấu đáo tình hình ở khu vực Nagorno-Karabakh. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh Moscow sẵn lòng tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết một thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan, xoay quanh vấn đề Nagorno-Karabakh, thúc đẩy các nỗ lực về phân định biên giới và mở đường cho các hoạt động liên quan trong lĩnh vực logistics cũng như kinh tế. Tổng thống Putin nêu rõ sau chuyến thăm Azerbaijan, ông sẽ liên lạc với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và thông báo về Kết quả hội đàm tại Baku lần này, cùng ngày ngoại trưởng Azerbaijan ông Gihun Miranov nhấn mạnh, nước này cởi mở với việc Nga làm địa điểm đàm phán với Armenia, song gần đây Zeveran vẫn chưa sẵn sàng chấp thuận điều này. Nagorno Karabakh là điểm nóng trong quan hệ Armenia và Azerbaijan nhiều thập niên qua. Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống nên muốn sáp nhập vào Armenia. Hồi tháng năm vừa qua, hai nước đã nhất trí một thỏa thuận về các khu vực tranh chấp thuộc biên giới chung. Động thái được đánh giá là bước đi mới hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Tổng thống Bulgaria bác bỏ danh sách đề cử chính phủ tạm quyền của thủ tướng vào ngày hôm qua, 19 tháng 8. Tổng thống Bulgaria là ông Rumen Radev đã bác bỏ danh sách chính phủ tạm quyền do nữ thủ tướng được đề cử là bà Vancareva Kozareva đề nghị, đồng thời rút lại việc đề cử bà. Tổng thống Radev cho rằng danh sách nội các mà bà Kozareva đưa ra không bảo đảm được sự ổn định chính trị và việc tổ chức bầu cử công bằng cũng không thể thực hiện được. Đặc biệt ông phản đối việc giữ nguyên chức vụ Bộ trưởng Nội vụ cho ông Kalin Stoyanov. Giới truyền thông tại Bulgaria đưa tin, trước đó Tổng thống Radev đã yêu cầu bà Gochareva đề cử một ứng viên khác cho vị trí này, thế nhưng bà đã từ chối. Quốc hội Bulgaria đã không thể thành lập được nội các sau cuộc bầu cử bất thường vào ngày 9 tháng 6. Ông Radev, từng là chủ tịch cơ quan kiểm toán quốc gia của Bulgaria, đã được chọn làm thủ tướng tạm quyền do đáp ứng được điều kiện trong hiến pháp sửa đổi được thông qua vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Radev đánh giá rằng trong những tháng qua, tình hình căng thẳng đã leo thang do có sự nghi ngờ là chính phủ của ông Rachev lạm dụng quyền lực chính trị vào ngày 9 tháng 8, Tổng thống Radev đã chỉ định bà Kozareva làm thủ tướng tạm quyền, đồng thời giao cho bà nhiệm vụ đề nghị một tân chính phủ lâm thời, chậm nhất là vào ngày 19 tháng 8. Xe điện tự bốc cháy ở Bồ Đào Nha thiêu rụi hơn 200 xe khác. hãng thông tấn nam hàng John Hobbs dẫn truyền thông địa phương tại Bồ Đào Nha cho biết một xe điện bất ngờ bốc cháy tại bãi đổ xe gần sân bay quốc tế Humberto Delgado, thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 19 tháng 8. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi hơn 200 xe hơi trong bãi. Khoảng 140 lính cứu hỏa được huy động đến hiện trường và ngọn lửa được dập tắt khoảng 5 giờ sau khi đám cháy bùng phát vụ cháy tạo ra một cục khói dày đặc gây gián đoạn hoạt động của sân bay umberto delgado khiến một số chuyến bay bị hoãn lại cũng theo truyền thông bồ đào nha chiếc xe phát cháy là một chiếc xe điện hãng tesla Vụ hỏa hoạn được công chúng Nam Hàn đặc biệt quan tâm bởi thời gian qua nước này ghi nhận không ít vụ hỏa hoạn do xe điện gây ra. Dữ liệu của cơ quan cứu hỏa quốc gia Nam Hàn cho thấy trong 5 năm qua, các tai nạn liên quan đến cháy nổ pin xe máy điện đã khiến 4 người thiệt mạng và 64 người bị thương. Tính riêng năm 2023 có 114 vụ cháy do pin khiến 2 người thiệt mạng và 28 người bị thương, cao hơn nhiều so với 46 vụ xảy ra năm 2019. Hơn 57% số vụ cháy bắt nguồn từ việc charge pin có thể do quá nóng hoặc do dòng điện cao dẫn tới cháy nổ. Cơ quan cứu hỏa quốc gia Nam Hàn không nêu rõ loại pin gây cháy, nhưng pin lithium ion là loại phổ biến nhất được sử dụng trong xe máy điện và xe đạp điện. Liên hiệp quốc cho hay, số nhân viên cứu trợ bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới trong năm 2023 ở mức cao kỷ lục và con số này trong năm nay có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Đây là tuyên bố được đưa ra trong bản báo cáo của Liên hiệp quốc vào ngày 19 tháng 8. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc cho hay 280 nhân viên cứu trợ đã bị thiệt mạng tại 33 quốc gia trong năm ngoái, là con số cao hơn gấp 2 lần so với năm 2022. Hơn một nửa số nhân viên cứu trợ bị thiệt mạng được ghi nhận trong tháng 3 của đầu năm nay sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa do Thái và phong trào Hồi giáo Hamas bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, phần lớn là do các vụ không kích. Bạo lực nghiêm trọng tại Sudan và Nam Sudan cũng đã cướp đi sinh mạng của nhiều nhân viên cứu trợ trong cả năm 2023 và 2024. Trước tình hình nói trên, điều phối viên về vấn đề cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc đó là ông Choi Musa đề nghị các giới chức của các quốc gia cần phải hành động nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đối với thường dân, cũng như cần phải có hình phạt thích đáng đối với các vụ tấn công. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 5 đã thông qua nghị quyết mang số 2730, trong đó kêu gọi các quốc gia phải tôn trọng và bảo vệ các nhân viên cứu trợ, các nhân viên liên hiệp quốc và những người liên quan